Chào mọi người nha. Thì hôm nay là Thuận xin giới thiệu với mọi người, bên Thuận có cái tiếng của con hon, một số nơi còn gọi là con giòn, con nhóc, con nhím đuôi vàng, nhím chuột, nhím đá, cái tên rất là nhiều nha mọi người. Thì cái con bên hông màn hình nè, Thuận gắn qua bên đây cho mọi người coi nó như thế nào nè. Thì Thuận sẽ chép vô trong cái thẻ nhớ như thế này. Thì đây là cái tiếng mới nhất, không phải là những cái tiếng mà trên mạng đăng tào lao để mọi người đào xuống đi làm không được, nó mất thời gian nha mọi người. Thì bên Thuận có lo điều khiển từ xa luôn, thì Thuận lấy cái lo điều khiển từ xa để mở cho mọi người nghe cái tiếng nó như thế nào, thì cái cách làm như thế nào hoặc là mở để cho thế nào để cho nó ra cho hiệu quả thì mọi người chịu khó điện cho Thuận để Thuận tư vấn thêm. Thì Thuận mở lên để bỏ vô cho mọi người nghe thử con hon nó như thế nào. Thì cái lo điều khiển từ xa thì đi kèm mà nó có cái đồng hót nè mọi người, cái túi dần dây để đựng và cục sạc pin. Đặc biệt á, là nếu mà mọi người dùng lo điều khiển từ xa, được cái lợi là mọi người đẩy xa ra, mọi người đứng xa mọi người bật á, thì con đó nó rất là dạng. Còn mọi người xài cái lo truyền thống thì cũng được, nhưng mà mọi người bật tắt thì không có ngồi xa được. Thì thử bỏ thẻ vô để cho mọi người nghe thử coi con ong nó kêu là như thế nào. Đặc biệt là bên Thuận có tất cả các loại tiếng chim trồng sóc thú rừng luôn nha mọi người. Còn kèm cái bài nhạc cho nó giữ lời bản quyền khi mọi người lấy là không có nha. Thì cái đầu mod này á, mà gửi á là nó sẽ có cái trung tâm mọi người nó xuống cái lúc vậy nè, mọi người lật xuống cái bật nè, bật nè. Trong đây cũng chép đúng vài tiếng của con hon thôi. Con hon nó có rất là nhiều loại tiếng kêu nha mọi người. Đó. Số điện thoại để được tư vấn thêm nhé.